Tôi đoán tôi sẽ không bao giờ có thể trở về nhà. Xa xa. Chà, điều đó đã trở thành sự thật. Hello, xin chào các fly. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với nhân vật mà rất nhiều người thương tiếc. Về sự ngây ngô của cô ấy, về sự tốt bụng và cả sự phàm ăn. Đến cuối cùng là bị mất đi trong niềm nuối tiếc, khiến cho bao phẫn nộ của cộng đồng fan đổ hết lên đầu cô bé Gabi tội nghiệp. Cô bé cũng bị đào tạo tại não thôi mà, rồi cũng mất đi hai đứa bạn khi Eren biến hình. Và bản tính cũng chỉ máu chó 1 tỷ thôi. Mẹ con quỷ Gabi phố lại. Sasha là thành viên của quân đoàn chính xác, từng là học viên của quân đoàn huấn luyện 104, xếp hạng 9 khi tốt nghiệp. Cô đã quyết định tham gia vào chính xác đoàn vì cô bị cuốn hút bởi cái tính máu chó của Eren, đấng đã thể hiện ra việc muốn tiêu diệt Titan đến cực độ. Cô có cái cách nói chuyện lịch sự quá đáng cùng với việc thèm thực phẩm điên cuồng. Sasha đến từ Dapper, một ngôi làng nhỏ thuộc lãnh thổ phía nam Từng Râu. Sasha Blue, Sasha Bro. Bí danh, cô gái khoai tây. Chủng loài, nhân loại. Chiều cao cân nặng 1m68 x 850, 1m71 x 854, 55kg. Ngày sinh 26 tháng 7. Nghề nghiệp, thợ săn, trước đây lính trinh sát đoàn, hiện tại tình trạng đã chết. Các bạn hãy đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Xem trang bị anime tối tân tại kênh Bay Store. Đọc Attack on Titan Season 4 và các loại truyện hắc não sau này tại kênh Bay Anime. Ngoại hình. Sasha là một cô gái trẻ với đôi mắt vàng sáng cùng mái tóc nâu. Ban đầu cô để kiểu tóc đuôi ngựa dài đến tận cổ. Phần tóc mái lệch sang bên trái, đổ xuống mặt và dừng lại ở cổ. Cô có dáng người mảnh khảnh và có chiều cao trung bình. Trong các nhiệm vụ, cô mặc đồng phục quân đoàn chính xác tiêu chuẩn với áo sơ mi xám nhạt ở bên dưới. Khi không làm nhiệm vụ, cô mặc một cái áo dài tay đơn giản với chiếc váy dài hơi che đi đôi bốt. Trong một số dịp, cô ấy còn mặc một cái áo ghi lê ngắn tay. Vào năm 854, Sasha đã cao hơn và tóc cô được cắt ngắn hẳn với phần tóc mái để dài hơn, nhưng lại để lộ phần nhiều khuôn mặt hơn cũ. Khi ở Melee, cô mặc đồng phục trinh sát đoàn loại mới màu đen với dây đai hỗ trợ cho thiết bị ODM, các dụng cụ phụ trợ cùng với một khẩu súng trường. Tính cách. Sasha là một cô gái thân thiện vui vẻ cùng với sự thèm ăn không có giới hạn. Có nguồn gốc từ làng Dopper, cô có dòng địa phương đặc sệt như ni nè, xe gì ăn cơm, mấy bạn ren rứa xe chết rồi hử, ren mì lại phô rứa. Nhưng cô đã chủ động che giấu cái sự bối rối đó bằng cách nói chuyện hết sức lịch sự, ngay cả khi nói chuyện với đồng đội mình. Cô bị Ymir bắt nạt với lời dục bao nhiêu là lần. Ban đầu, Sasha được nhìn thấy là hơi bị rụt rè và rất dễ mắc sai lầm khi gặp tình huống căng thẳng. Dù tính cách đơn giản và lập dị, nhưng trực giác của cô ta rất nhạy bén. Sasha cũng can đảm một cách đáng ngạc nhiên, và cô được coi là một người có quyết định khôn ngoan trong hoàn cảnh nguy hiểm. Thời gian trước khi cô trưởng thành và gia nhập quân đội, Sasha là một người chả dễ gần mấy và rất cố chấp. Cô chỉ quan tâm đến bản thân và ngôi làng của mình. Cô hơi cáu bởi tất cả những người từ Wormaria đến và xâm lấn đất rừng của họ, làm cho lượng thú rừng ít hẳn đi. Cô từ chối thay đổi truyền thống săn bắt của họ để trả đất rừng cho chính phủ. Có thể do những năm tháng còn bé phải vật lộn để săn lùng tìm kiếm thức ăn, Sasha đã phát triển một sự thèm ăn lạ thường. Ăn uống mang lại cho cô sự hài lòng và nhẹ nhõm đáng kể, đặc biệt là trong thời gian căng thẳng lớn. Và thức ăn thường là thứ duy nhất trong tâm trí cô khi thoải mái. Đôi khi việc ăn làm cho cô mất lý trí, như là khi nhai trọn miếng thịt của cả đội, rồi nhai luôn cả bàn tay của Jin khi anh ta giật nó ra. Quả khao khát thèm ăn, cô đã sẵn sàng đi ăn cắp thực phẩm từ các cửa hàng bộ binh hoặc nhà bếp. Cô bị đặt cho cái biệt danh là cô gái khoai tây. Sau khi cô ăn cắp khoai tây, chơ chẽn ăn nó luôn trong buổi duyệt binh, bị ông Kaysadip bắt gặp khi ông ta đang nắm đầu thằng Connie. Cô kia, cô đang làm cái gì đó? Sasha hơi nghẹn giọng, mồ hôi đầy mặt, nhưng vẫn cố cắn thêm một miếng khiến ông Sadip bất ngờ. Cô đấy, ta đang nói chuyện với cô đấy, mẹ kiếp, cô là con khốn nào vậy? Hết hồn, cô bé nhai khoai tây như điện, rồi nuốt chọn vội vã. Cô lập tức chào kiều lính, nhưng tay vẫn nắm chặt củ khoai tây không rời.
Tên tôi là Sasha Barrow thứ ngày, đến từ làng Doucha, quận Nam Râu. Sasha Barrow, cái quần què gì trong tay phải cô vậy? Khoai tây hấp thứ ngày, tôi thấy nó trong nhà bếp và tôi nghĩ rằng mình cần nó. Tôi không nghĩ cái này là nguyên nhân. Câu trả lời này đã khiến ông Sadis phải bối rối. Ông năm nay đã 50 tuổi rồi mà chưa gặp trường hợp này bao giờ. Đại khái là cô đã ăn cắp phải không? Tại sao cô lại lấy nó ra ngay lúc này vậy? Củ khoai tây nguội thì sẽ rất là dở. Tôi nghĩ rằng chỉ có thể là bây giờ hoặc không bao giờ. Ta không hiểu. Tại sao cô định ăn củ khoai tây đó? Ý ngài định hỏi là tại sao mọi người lại ăn khoai tây à? Cuộc đối thoại này khiến đám tân binh đứng hình và xì xào lại xì ngầu lên. Trong tình huống bối rối này, đối diện là ông Sadis đang yên lặng thật khó xử. Cô bé nhìn ông ta, rồi lại ra vẻ cam chịu. Bẻ một mẫu cho củ khoai tây của mình ra, đưa cho ông Sadis nhằm hối lộ. Ngay có thể lấy một nửa. Một nửa. Ông Sadis đưa mắt nhìn thẳng mặt con bé Sasha đang thỏa mãn, quanh mồm dính đầy khoai tây. Và chuyện gì đến cũng sẽ đến, như các bạn đã biết rồi đấy. Bay không kể thêm nữa, kẻo các bạn đau lòng. Mặc dù là người háu ăn, nhưng Sasha là một người lính có khả năng tốt và không thể ngó lơ khi những người khác gặp rắc rối. Vào năm 854, Sasha đã xuất hiện với vai trò là người bắn tỉa. Với khả năng hiện tại của cô đã tiêu diệt những tên lính đối phương rất nhanh chóng và dễ dàng. Mặc dù phong thái hiện tại của cô chuyên nghiệp và lạnh lùng, nhưng Sasha vẫn không hề muốn giết dân thường, đặc biệt là trẻ em. Như khi cô thấy Gabi Bro trong tầm ngắn mà không thể bắn, dẫn đến cái chết của cô dưới tay Gabi sau này. Khả năng. Lớn lên như một thợ săn, Sasha thể hiện các kỹ năng cấp cao trong bắn cung, cưỡi ngựa và theo dõi. Khả năng dùng cung của cô đã làm bị thương một con Titan hạng 3m chỉ bằng một cây cung và tên căn bản. Dù biết rằng bọn Titan rất châu bò. Vì thể chất và khả năng rất tốt nên cô mới có thể đứng trong vị trí top 10 của đội 104. Khả năng giữ thăng bằng cũng tốt hơn các thực tập sinh khác nhiều. Cô có khả năng trộm cắp khá lành nghề, vì cô thường tìm cách ăn cắp thực phẩm từ kho của bộ binh mà không bị bắt. Thính giác của Sasha cũng rất là nhạy bén, đến mức cô có thể phát hiện ra một nhóm Titan đang đến gần trước nhiều bạn bè của mình. Cô ấy có kiến thức tốt về động vật hoang dã và sử dụng kinh nghiệm thợ săn của mình khi nghe thấy tiếng hét của Titan hình nữ. Cô biết chính xác tiếng hét đó có nghĩa là gì và rằng họ nên cảnh giác với nó. 4 năm sau khi đòi lại World Maria, cô đã tỏ ra rất thành thạo trong việc sử dụng súng trường bắn tỉa, bắn hạ nhiều lính Maryland từ trên sân thượng chỉ trong vài giây ngắn ngủi và bắn chết một thành viên đội thiết xa qua khe hở hẹp trong tình huống náo loạn. Cô sở hữu một lượng nhỏ kiến thức y khoa, chăm sóc vết thương của Levi sau khi anh bị tấn công bởi Kenny Ackerman cùng đội nội vụ. Câu chuyện. Gia đoạn sụp đổ, quận Siganshina. Sasha bị cha mình ngăn cản vì cô đang điên cuồng ăn thức ăn dự trữ của mùa đông. Ông thất bại trong việc ngăn cản này vì cô bé đang trong cơn điên, ăn hung bạo bất chấp của mình. Khi cô bé đang đứng sau gốc cây nút thịt thì ông mệt mỏi giải thích tại sao việc dự trữ thức ăn lại quan trọng. Sau khi tường Maria bị thằng mập địch vấp đổ, nhiều người tị nạn đã đến khu vực của tường râu. Kết quả thực phẩm thiếu trầm trọng vì đất thì ít mà miệng ăn lại quá nhiều. Những người tị nạn đã bắt đầu săn lùng thức ăn trong lãnh thổ của làng Dopper. Đồ thu thập được của dân làng cũng ít hơn hẳn bình thường. Ông Blue cân nhắc việc giao rừng để họ có thể làm ruộng, còn những thợ săn thì chuyển sang chăm sóc ngựa theo yêu cầu của chính phủ. Nhưng Sasha cóc có muốn điều đó, tại sao phải bỏ truyền thống vì những người mới đến? Cha cô thừa nhận quan điểm của cô, nhưng cóc đồng ý, bảo rằng nên sống vì mọi người thay vì sống ích kỷ cá nhân. Ông nói rằng cô bé khá nhút nhát, yêu cầu cô hãy rời khỏi khu rừng này để kết bạn với mọi người. Cô bé giận quá bỏ nhà đi làm bộ đội, 3 năm rồi chưa trở về nhà. Gia đoạn thực tập sinh. Vào cái ngày đầu tiên của khóa đào tạo, Sasha đã ăn cắp một củ khoai tây và đã bị quản giáo Sadis phạt nặng vì cái tội nhân. Phải chạy vòng vòng đến không chịu nổi nữa thì thôi. Thời gian tối thiểu là hơn 5 tiếng đồng hồ khi Eren xác nhận cho đến khi đội thực tập sinh kết thúc bữa ăn tối, khiến cô gục ngã ngay tại chỗ, bồi hồi nhớ lại những món ăn ở làng mình. Crystalen lén để dành bánh mì đem ra ngoài cho cô ấy. Sasha trong trạng thái đang ngất xỉu, ngửi thấy mùi bánh mì đã vô thức bay tới như một con thú đỏ săn mồi.
khi phát hiện ra đó là bánh mì. Cô đã nghĩ Krista chính là chúa cứu thế. Cho những bạn chưa biết thì Krista chính là Historia sau này. Sau khi táp bánh mì điên cuồng thì cô ấy gục tại chỗ. Ymir từ đâu đến, xin xóa Krista vài câu rồi đưa Sasha về giường mình. Không biết cô ta có lợi dụng gì đó không. Cơ mà Ymir cũng có thêm một ý tưởng khác. Cho cô ta một ân huệ và cô ta sẽ nợ tớ. Tớ có thể lợi dụng sự ngu ngốc của cô ta. Thời lượng của video đã hết. Bay sẽ kể tiếp cho các bạn vào phần sau. Và bây giờ video của chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Các bạn có thể xem lại các video trước trong kênh của Bay, xem và mua đồ anime tại kênh Bay Store. Và bây giờ thì bye bye. Bye bye bye. Chăm cầm.